Chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của Basatin TV. Sau những tập liên quan đến Tết này, liên quan đến tháng 2 này, và rất là khá là nhiều tập mà mình đã up lên cho anh em rồi. Mà mình nhớ là có một tập hình như của số đầu năm vừa rồi, xong hồi tháng 1 mình có up cho anh em ở cái tập lần trước ấy, đó là về con GameCube và cái mớ đĩa mà mình đã tậu được ở phía sau này. Thì xem nào, đợt này mình cũng khá là bận. Thứ nhất là do công việc, thứ hai là đợt này đã sao dính phải mục cưới quá nhiều, và đợt thứ ba đó chính là lễ hội anh đào hoa anh đào đang tổ chức, cho nên là mải đi quá thì đã quên mất không quay video cho anh em được không. Thì hôm nay thì cũng là một ngày khá là đặc biệt, đó là cũng khá là đặc biệt vì hôm nay có một cái sản phẩm mới sẽ về tay mình ngay bây giờ. Chắc là một lúc nữa thôi là chắc là shipper sẽ đến. Ok, chúng ta sẽ chờ một lúc. Nhắc đến nó thì thực ra nó là cái game gì nhỉ mà mình quên bố mất rồi. Hình như là cái game mà hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu đó là hình như có người đến đây. Chờ chút để mình mở cửa. Hello. Lôn kẹp, mà ông còn thằng đéo này. Tôi bên ship hàng mà ông ạ. Hôm nay ông có một cái biểu kiện. Biểu kiện thật sự luôn đấy. Biểu kiện đéo gì nhỉ? Có nghĩa là có cái biểu kiện nào đâu. Từ giờ tôi nhớ xem nó là cái biểu kiện gì. Một món hàng ông ơi. Món này có giá lắm. Giá vãi lìn đấy. Cho tôi xem biểu kiện cái của ông đây. Chúc ngon miệng nha. Đấy, cầm này đi. Rồi, tôi nhận rồi. Thì nha, fuck off. Đấy, phiền vãi lìn nè. Nói chung là gặp về những shipper nhạt nhẽo và bản thân mình nhạt nhẽo như này. Đây là biểu kiện mà mình đã nhận được từ anh bạn shipper nhạt nhẽo gửi cho con người nhạt nhẽo. Thì cái món hàng bên trong này gì? Đây là một thứ rất là giá trị. Nó là rất là giá trị, cực kỳ giá trị, và nó giá trị hơn cả những thứ giá trị mà nó giá trị hơn cả những thứ mà các bạn sẽ nghĩ cho rằng là nó vô giá trị, nhưng mà nó rất là giá trị bởi vì nó giá trị. Ok. Thì mình sẽ mở cái thứ giá trị này để cho anh em xem nó là cái thứ nó như nào mà nó rất là giá trị, mà nhìn qua là đã thấy nó giá trị. Lại một lần nữa, chiếc hộp rất là giá trị và con dao cũng giá trị. Ok, bây giờ mình sẽ khui hộp này ra để xem vào bên trong nó là thứ gì. Ok. Mình khá là nóng lòng để được chiêm ngưỡng xem bên trong nó là thứ gì. Thường thì khi mà mình nhận một món đồ ở đấy, mình không bao giờ tiết lộ cho anh em nó là cái gì đâu, cho đến khi mà mở ra bất ngờ. Kể cả mình có ghi tiêu đề nó rất là giá trị đi chăng nữa, nhưng mà khi mà xem video này nó mới giá trị, tại vì nó rất là giá trị. Hôm nay mình nói nhiều từ giá trị vãi lìn. Thôi kệ, cứ rạch thôi. Xem nó là cái gì. Ok. Ok. Rạch ạ. Thứ này thì khá là nhẹ, cho nên là đấy. Ngon rồi. Ngon rồi. Ok. Giờ khá lâu rồi mình chưa mua một cái đồ gì từ mấy anh em thiện lành trong Nam kia. Và hôm nay mới được chiêm ngưỡng một thứ mà như mình nói chỉ hai chữ là giá trị. Ok. Ok. Wow. Uầy, mình đã nhìn thấy thứ giá trị này rồi. Giận như giận ỉ ấy. Rồi. Ok, nó xem thứ giá trị này gì. Và đó chính là thứ mà hôm nay mình giới thiệu cho anh em xem. Đĩa Super Smash Bros. Melee, một cái phiên bản dành cho GameCube. Thực ra thì cái game này phải gọi là hai từ: giá trị.
Thì cái tựa game này nếu mà anh em nào mà đã từng chơi Smash Bros trên Switch ấy, hay là hiện tại bây giờ ấy, thì anh em sẽ biết là Super Smash Bros Melee này có khá nhiều bản. Từ bản Nino, mà đầu tiên là bản Nino 64 là phần 1. Melee này là phần 2. Brawl là phần 3, một bản Ultimate nữa hay sao là phần 4 và một cái phiên bản cuối cùng là phần 5. Nhưng mà xét cho cùng ấy thì là từ cái phiên bản từ Wii đổ ra thì mọi thứ nó rất là khác so với bản bản Melee và bản phần 1 từ trước. Tại vì sao nó lại khác? Tại vì nếu như anh em mà từng chơi cái bản Wii ấy, năm cổ nhất nhá, nếu mà anh em mà cỡ tầm khoảng thế hệ như mình ấy, cổ nhất mà từng chơi Wii thì sẽ biết. Đó là bắt đầu từ bản Wii ấy, thì một số nhân vật ngoài nhân vật của những tựa game của Nintendo ra sẽ được add vào. Vì bản thân cái tựa game này nó là gọi là sự một cái thế giới pha trộn tổng hợp tất cả các nhân vật của trong tựa game của Nintendo. Từ Pokemon, Kirby để Zelda để đến Mario, Wario bla 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 bla. Thì cái phiên bản đầu tiên nó cũng khá là hay, khá là bựa nhây, đánh nhau. Nói chung là cũng khá là, nói chung là đồ họa nó cũng đúng đúng trên nền 64 luôn. Còn cái phần 2 này ấy, tại sao nó lại là cái phần mà hôm nay cực kỳ giá trị? Thứ nhất, nó là một trong những tựa game bán chạy nhất của con GameCube. Thứ hai, nó độc quyền trên GameCube. Và thứ ba, nó sẽ mất giá trị khi chơi trên các hệ khác, kể cả đồ họa nó có đẹp hơn một chút, ví dụ như kiểu Wii chẳng hạn, này Switch chẳng hạn, không thể hay được bằng chơi trên này. Và cái thứ cuối cùng đó chính là trải nghiệm cùng với tay của GameCube bao giờ cũng sẽ thích hơn. Vì vì nói đi nói lại, nói cho rằng cái tựa game này khi mà chúng ta chơi ấy, kể chúng ta chơi bằng tay của Wii, chúng ta chơi bằng tay của Switch hay chúng ta chơi bằng tay của gì, không thể nào hay được bằng chơi bằng tay của GameCube. Vì bản chất cái tay của GameCube là một trong những tay hoàn chỉnh nhất để chơi cái tựa game này. Cho nên chắc mình sẽ thử một lúc. Theo tôi nói rồi. Ok, và mình sẽ mở cái con game này ra. Đúng như theo tinh thần của hôm nay, tinh thần của sự giá trị. Đây là tựa game mình đã mở ra. Nói chung là con này thì nó không không có bóc đâu, tuy nhiên là hệ Mỹ thì ai cũng biết rồi, hệ Mỹ thì thường là cái vỏ nó sẽ thiết kế khá là độc và dị, đĩa thì cũng chưa đến tình trạng là sức lắm. Để cho vào con ung thư này để đọc, mặc dù con này Moschino rồi nhưng mà đặc điểm cái là do cái mắt nó cực kỳ ung thư, thế nên là thành ra là nó chả đọc được cái đĩa chép gì cả, không có đọc được cái đĩa gốc mà. Đây nó lên Super Smash Bros này, để chơi thử Super Smash Bros. Ok. Great. Ok. Ok, mình đang create. Đây là một tựa game khá là hay. Create escape. Ok. Tựa game độc quyền nữa. Đúng như tinh thần luôn. Smash Bros. Melee. Có thể thấy là Smash Bros. Melee của chúng ta chạy rất là êm. Với cái nhạc huyền thoại này. Đấy, rồi. Ok, mình có thể chuyển sang tiếng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Thường thì bản bản Mỹ sẽ có tiếng Nhật và tiếng Anh. Sao này. Rumble này. Đấy, dùng từ một tay một và tay hai. Trophy. Lottery. Mình có một cái lô tô này, một cái trứng này, không biết là cái vẹo gì. Ta kệ đi, mình sẽ chơi chế độ solo smash thử thử một tí. Even match đi, all star match một. Ice Climber này, Kirby này, Samus, ok, Link, Falcon, Kirby. Thường thì mình nhân vật mà mình thích thì là Fox, là Fox. Hy vọng sẽ chọn được một con gì nó ra ngô ra khoai một tí. Fox đánh nhau với Link đi. Ok, bấm start. Ok, mình bấm start.
Ok, quay 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 quay. Oh my god. Cái này khoan nào, quay. Mình đang đánh trong thế giới của Mario. À, thế suốt để mình lấy cái gì đó thì chèn. Ok, không biết anh em đã nhìn rõ chưa? Ơi, tập hôm nay là giá trị lắm đấy, cho nên là anh em cố gắng mà xem từ đoạn cuối nhé. Bắt đầu. Hai. Cái nào nhảy? À, kia nhảy. Thắng à? Mình thắng chưa? The fucking Nani Kore. Nhau với đội, giờ nó cứ khó lắm. Oh my god. Đây là đánh này. Ok, đúng rồi. B là để rửa máu. Wow. Đầu đấy. Ok, mình sẽ training. Cái này là stadium. Home run này. Tôi sẽ thử trade training một tí anh em. Bitch. Con biết này phải có một em dân đàn. Nên để mình quên không có tầm khoảng cô. Và dân đàn đi. Dẻo nào. Oh, stack it. Lê, what? B là gì máu. Error để đỡ này. Này tự làm chóng mình á. Lên anh nhảy này. Lên là lên trên này. Z là lướt. Ok. Chết rồi, bay này. Oh my god. Trông như kiểu nam bệnh tiếp với bảy chú lùn với cả không chú ngủ trong rừng đánh nhau nhỉ. Mặc dù mình biết đây là kiểu trận chiến giữa Beach với cả Zenda. Okay.
chung là theo cái kiểu gọi là một người mà chưa chơi Zenda như mình bao giờ thì chắc là cũng khá là khoai để làm quen như thế này. Ok, thì sau này chúng ta đã chơi một thứ phải gọi là giá trị, siêu cả giá trị. Nó giá trị đến mức mà nó giá trị đến khi mà mình bấm tay cầm hay rồi nó mới cảm giác thì rất giá trị. Ok, chắc mình sẽ phải tập game này sau. Và khả năng là mình sẽ tổ chức một cái giải đấu để bóp giá cùng với tất cả những người anh em thiện lành của mình trong nhóm lại. Cho nên là chắc là anh em sẽ cố gắng đón xem. Và mình sẽ làm cái video đấy xem như nào nhá. Ok, và cảm ơn anh em đã xem. Và hôm nay cái video này ngắn quá. Đã nhạt, lại còn giá trị nữa. Ok, cảm ơn anh em đã xem. Nhớ like, subscribe và giá trị nhá.